cúng dường tam bảo kinh lạy Phật pháp tăng tam bảo chứng lòng con hiếu thảo cúng dường của này vô của thiền lương chúng con tạo sâm bằng phương pháp lành này phát nguyện lòng thành dân cung xin nương trên hương dùng chứng minh nguyện cầu cho cả chúng sanh nhưng là quyên thuộc gia đình chúng con kế hiện tại vẹn tròn qua phương người tháng rồi lại được siêu sanh ngương nhờ phần pháp oai linh ơn dày tam bảo phương lành ban ra.